Chào mừng các em đến với tiết học hôm nay. Ở phần này thì thầy muốn hỏi các em một câu. Theo các em, tại sao ngày nay chúng ta nên sử dụng túi giấy thay vì dùng túi ni lông? Hôm nay chúng ta bước vào tiết 13, túi giấy đựng quà tặng. Nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta có 5 bước. Khám phá các hình thức của túi giấy, kiến tạo kiến thức kỹ năng, cách thiết kế tạo dáng túi đựng bằng giấy, luyện tập sáng tạo, thiết kế, tạo dáng và trang trí túi giấy với hình vẽ thời tiền sử. 4. Phân tích đánh giá, trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Số 5. Vận dụng phát triển, tìm hiểu quy trình thiết kế mẫu một sản phẩm công nghiệp. Chúng ta cùng khám phá các hình thức túi giấy. Trong các phần hoạt động thì chúng ta sẽ thảo luận trong 3 phút, phân tích cấu tạo, hình dáng và các hình thức trang trí túi giấy ở trong sách giáo khoa. Trang 30. Gợi ý cho các em. Túi giấy, em quan sát có hình dạng và trang trí như thế nào? Mỗi loại túi giấy có vai trò, công dụng gì? Túi giấy được cấu tạo bởi các bộ phận nào? Những yếu tố nào tạo nên vẻ đẹp và tính ứng dụng cho túi giấy? Vậy thì chúng ta sẽ biết được công dụng của túi giấy trong đời sống. Túi giấy là sản phẩm thân thiện với môi trường, rất dễ dùng và tiện lợi. Túi giấy dùng để quảng cáo cho thương hiệu của mình, của các hãng thời trang. Sử dụng túi giấy để đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm. Và sử dụng túi giấy để chúng ta đựng đồ dùng theo lựa chọn sở thích của từng cá nhân. Chúng ta xem túi giấy gồm những bộ phận nào ha. Sau sự quan sát của chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta có cái phần túi để đựng vần, có thể là chúng ta có phần dây túi, quai sách. Kiểu dáng và hình trang trí trên túi giấy thì đa dạng về mẫu mã. Thiết kế đa dạng từ đường nét màu sắc, thiết kế phù hợp với từng mục đích sử dụng. Chúng ta xem và quan sát các bước thực hiện thiết kế tạo dáng một mẫu túi giấy đựng quà ở trong sách giáo khoa trang 31, và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Mẫu túi em dự định thiết kế dùng để đựng sản phẩm gì? Hình dáng, thước, chất liệu, trọng lượng của sản phẩm đó như thế nào? Chúng ta quan sát để phù hợp với sản phẩm đó, hình thức kiểu dáng túi đựng cần như thế nào để túi giấy đẹp, cân đối và phù hợp hơn khi sử dụng, đủ tỷ lệ giữa các bộ phận của túi phải như thế nào? Chúng ta biết túi giấy là một loại bao bì đựng sản phẩm có thể tái chế, có khả năng tự phân hủy, không gây ô nhiễm môi trường. Có nhiều loại bao bì túi giấy với nhiều hình thức tạo dáng và trang trí khác nhau để phù hợp với mỗi loại sản phẩm đựng trong đó. Thiết kế tạo dáng túi giấy là dạng thức đơn giản của thiết kế công nghiệp, được thực hiện thông qua bản vẽ kỹ thuật có tỷ lệ hợp lý giữa các bộ phận của sản phẩm, quai túi, thân túi, đáy túi. Các bước thiết kế tạo dáng túi đựng bằng giấy. Thứ nhất là chúng ta phải xây dựng ý tưởng. Thứ hai, chúng ta sẽ phác thảo, xác định kiểu dáng, kích thước túi. Thứ ba là chúng ta triển khai bản vẽ kỹ thuật, đơn vị đo bằng mm các em.
Bước thứ tư là công đoạn quan trọng là chúng ta cắt, gấp, dán và hoàn thiện sản phẩm. Đây là phần hướng dẫn về nhà. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị cho thầy một số giấy bao bì có độ cứng tương đối thích hợp, và để chúng ta chuẩn bị để chúng ta làm cái sản phẩm tuần sau chúng ta thực hành. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng. Thân mến chào các em.